xin chào tất cả quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm về cái việc là đi trên cát, mà đi trên cát bởi xe off-road nha, chuyên dụng cho loại địa hình này. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng Hoàng Nam và Thảo Uyên bắt đầu nhé. Let's go. Mọi người thấy sao chưa? Rất là nghe nhiều những cái lời phàn nàn là cái việc là đi xe này thì hơi rung lắc như thế, nhưng mà tôi thấy thì cũng bình thường rồi. Xin lỗi, tôi xin rút lại cái câu nói vừa rồi là nó không bình thường một chút nào nha, là mình như là mình chơi còn hơn là xe đu nữa. Quê là quê, chung mình quê nhiều. Ta cần phải bám rất là chặt trên cái thành xe như thế này để có thể là bảo đảm an toàn cho những người mà ngồi trên xe. Thì bây giờ chúng ta cũng rất là nhanh rồi, chúng ta trở về cái mặt xuất phát rồi, và xin hẹn tất cả quý vị ở những video đồng hành tiếp theo ở HTV Challenge Cup năm nay. Bye bye.